Chào các bác đã quay trở lại với siêu thị điện máy Ecomart. Chảo là một sản phẩm không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Chảo thì có rất là nhiều dòng. Trước khi đi các bác lựa chọn một chiếc chảo thì các bác đều mong muốn là mua một chiếc chảo làm sao đầu tiên là giá thành cực kỳ phù hợp. Thứ hai là khi mà các bác sử dụng nó rất là thuận tiện. Chảo thì có đa dạng mẫu mã như là chảo chống dính này, chảo inox này, chảo đá này hoặc là các loại chảo khác nhau. Vậy thì hiện nay phổ biến sẽ có hai dòng chảo, một sẽ là chảo chống dính và hai là chảo inox. Vậy thì sẽ lựa chọn mẫu chảo nào trong số hai mẫu chảo ở đây? Thì ngày hôm nay Ecomart sẽ bật mí ngay tới các bác một vài các thông tin để các bác có thể lựa chọn cho mình một chiếc chảo sao cho phù hợp nhất với ngôi nhà của gia đình nhà mình. Chảo thì tại siêu thị điện máy Ecomart có khá là nhiều mã. Tí nữa thì em sẽ quay cho các bác xem một số các dòng chảo. Thì bây giờ em đang đặt trước mặt em đây sẽ là hai dòng chảo sẽ so sánh cho các bác để các bác biết là nên lựa chọn mẫu nào. Đầu tiên sẽ là một chiếc chảo chống dính. Đây là một chiếc chảo chống dính. Và bên cạnh chiếc chảo chống dính này thì sẽ là chảo inox các bác nhé. Thì với chảo chống dính trước thì chảo chống dính thì nó sẽ là dòng sản phẩm được sử dụng khá là phổ biến ở nhiều gia đình. Các bác có thể thấy là hầu như gia đình nhà bác nào cũng đều có sản phẩm chảo chống dính như này đúng không ạ? Chảo chống dính thì hầu hết thì sẽ được làm bằng chất liệu lõi nhôm và phủ ở trên bề mặt của chảo sẽ là một lớp chất liệu chống dính như là lớp Teflon hoặc là lớp chống dính Quickfor của mỗi một hãng sẽ là một cái lớp chống dính khác nhau. Thứ hai là gì? Thứ hai là đúng như tên gọi, các bác sẽ không cần phải lo lắng về cái thức ăn của mình dính vào chảo và làm ăn mọ, làm hỏng nó. Bởi vì sao? Bởi vì chảo đã được bao phủ bởi một lớp chống dính rồi. Bên cạnh đó thì các bác muốn một chiếc chảo chống dính an toàn và bền bỉ, phân bổ nhiệt đều và tốt thì các bác nên chọn những loại chảo nó có cái đáy dày và bền bỉ, đúng không ạ? Nặng tay đó, như là một chiếc chảo mà bên em đang quay cho bác xem, bác phải nhìn thấy ạ. Và đa phần là chảo chống dính hiện nay bên em có dòng chảo đáy từ dùng được trên tất cả các loại bếp, như một cái mẫu này của dòng Sunhouse chẳng hạn. Với lớp chống dính rất là tiện dụng và dễ dàng làm sạch, các bác sẽ không cần phải lo lắng về vấn đề thức ăn bị cháy xém hoặc là các bác rán những cái món ăn như là đậu, như là cá bị sát, đúng không ạ? Nhưng tuy nhiên thì khi mà các bác sử dụng, các bác không nên sử dụng chảo chống dính ở nhiệt độ quá cao để tránh làm bong chóc đi ở cái lớp chống dính, gây hư hỏng cũng như là an toàn cho sức khỏe của các bác. Ưu điểm của chảo chống dính là gì? Là cái khả năng dẫn nhiệt khá là tốt. Nhờ cái gì ạ? Nhờ cái đáy chảo. Đây các bác thể nhìn thấy ạ, đáy chảo tương đối là rộng, phẳng, chất liệu nhôm, dễ truyền nhiệt, làm chín thực phẩm nhanh. Hơn nữa, các loại chảo chống dính thường có trọng lượng khá là nhẹ hơn so với dòng inox, hỗ trợ người dùng thực hiện các kỹ thuật chiên rán dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là dễ dàng sử dụng hơn bởi vì nó có sẽ có lớp chống dính khá là tốt, giúp giảm thiểu cái tình trạng bám dính thức ăn. Giá thành thì nó sẽ rẻ hơn so với dòng giá thành của chảo inox. Nhược điểm thì với dòng chảo chống dính này thì nó sẽ kém bền hơn so với chảo inox vì nó sẽ có cái lớp chống dính bao phủ bên ngoài như này. Nếu các bác không sử dụng cẩn thận thì nó sẽ có thể bị chảy xước hoặc bong chóc. Bên cạnh đó là các bác cần phải bảo quản và vệ sinh thật là cẩn thận, không sử dụng được với nhiệt độ cao khi nấu nướng. Bên cạnh đó thì sang đến dòng chảo thứ hai, đó là dòng chảo inox. Đó, bên em cũng đã trưng bày sẵn để các bác có thể tham khảo. Chảo inox thì cũng là một cái dụng cụ đắc lực của các đầu bếp chuyên nghiệp và gia đình. Nếu như mà các bác hay xem các trang nấu ăn hoặc là các bác hay tham khảo trên mạng thì các bác thấy là đầu bếp thường hay sử dụng chảo inox hơn là so với chảo chống dính, đúng không ạ? Bên ngoài thì sẽ được bao phủ bởi một lớp inox, một lớp tiếp theo thường là một lớp inox tiếp từ, một lớp tiếp nữa là thực phẩm bằng inox cao cấp để đảm bảo an toàn cho các bác trong suốt cái quá trình mà các bác sử dụng. Trên thị trường hiện nay thì sẽ có đa dạng các loại chảo inox khác nhau, thì có thể là chảo inox 304, chảo inox 210, chảo inox 410. Tại thị trường thì các bác có thể thấy rất nhiều các dòng chảo inox khác nhau, giá thành khác nhau từ vài trăm nghìn cho tới vài triệu đồng cũng có. Và hiện nay trên thị trường cũng có khá là nhiều các dòng chảo inox giả. Cho nên các bác hãy đến những địa chỉ uy tín mua để được bảo hành.
thì siêu thị điện máy Ecomart là một trong những siêu thị mà cam kết với các bác là hàng chính hãng và có những chính sách cực kỳ là ưu đãi để dành cho các bác mua các sản phẩm này. Tuy nhiên thì chảo inox thì nó sẽ có không phải là được bao phủ bởi một lớp chống dính như dòng chảo chống dính, mà lớp phủ này của nó, lớp chống dính sẽ là lớp phủ tự nhiên. Cho nên là khi mà các bác trước khi sử dụng các bác phải tôi chảo để tránh cái tình trạng là nhiều bác hay thắc mắc rằng là tại vì sao tôi mua chảo inox thường dán lần đầu hay bị sát. Cái ưu điểm của chảo inox là nó sẽ an toàn trong máy rửa bát. Thứ hai là nó sẽ không bị bong chóc. Thứ ba là các bác có thể cọ rửa thoải mái. Thứ tư là các bác có thể dùng thoải mái trong lò nướng. Bên cạnh đó là nó sẽ được sử dụng trên tất cả các loại bếp cho các bác. Nhược điểm của cái dòng này thì em thấy cảm thấy rằng là gì? Là cái đầu tiên là nó cầm nó sẽ hơi bị nặng. Cầm hơi bị nặng tay nha. Inox 304 các bác nhìn. Đầu tiên cầm thì nó sẽ hơi bị nặng tay một chút. Nếu như mà các bác mua cho ông bà thì nó sẽ sử dụng khó hơn so với chảo chống dính. Thứ hai là với dòng này nó sẽ có cái nhiệt nó sẽ không được đều, cho nên nó hay bị sốc nhiệt ở chỗ nóng. Nên các bác sử dụng cái dòng dòng chảo này một đáy hay đáy mỏng thì nó sẽ dễ bị cháy hơn so với dòng chảo chống dính kia. Vậy thì bây giờ nên lựa chọn mẫu chảo nào sẽ là hợp lý trong cái thời điểm này? Nên chọn chảo chống dính hay là chảo inox, đúng không ạ? Thì theo cái quan điểm cá nhân của em thì mỗi một loại chảo nó sẽ đều có cái ưu điểm khác nhau. Đều có cái ưu điểm khác nhau. Nhìn chung hai dòng chảo này nó đều là hai sản phẩm khá là phổ biến trong gia đình. Và nếu như các bác thích những cái dòng chảo vừa tiền thôi, vừa tiền chống dính được là được rồi, không có quan trọng về mặt chất liệu, thì các bác lựa chọn cho em chảo chống dính. Còn bác nào không thích cái lớp chống dính vì sợ nó không an toàn cho sức khỏe và các bác thích một chiếc chảo bền theo thời gian thì các bác lựa chọn giúp em chảo inox. Và tại siêu thị điện máy Ecomart bên em có một gian hàng riêng trưng bày các sản phẩm chảo và có rất nhiều các dòng chảo với các giá thành khác nhau để các bác có thể tham khảo và trải nghiệm. Có phi từ 16 cho tới phi 30 các dòng chảo luôn, từ chảo chống dính này cho đến chảo inox. Các bác có thể nhìn thấy có cả chảo sâu lòng để các bác có thể xào từ phi 16 cho đến phi 28 để các bác có thể tham khảo. Giá thành dao động cho các bác từ khoảng hơn 400.000 đồng cho tới khoảng hơn 800.000 đồng tùy thuộc vào mẫu mã để các bác có thể tham khảo. Các bác cần tư vấn cụ thể hơn về chảo, các bác có thể để lại bình luận cho Ecomart hoặc các bác liên hệ trực tiếp hotline bán hàng với số điện thoại là 0974178886 để bên em có thể tư vấn hỗ trợ gia đình nhà mình nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.